Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện tháng năm qua do Đam Mỹ Tưởng Chuyện thực hiện, tập 7. Quý Khâm Dương ghé bên tai của Tạ Mạnh cười khẩy. Không sao, người mới đều thế cả, làm nhiều rồi dần dần sẽ quen. Kết quả sau rất nhiều lần Tạ Mạnh đều không khống chế tốt sức của mình, lại đụng phải lồng ngực của Quý Khâm Dương. Tạ Mạnh có chút xấu hổ. Hay là làm sao chỗ nào rồi? Quý Khâm Dương kiên nhẫn nói. Động tác đều đúng, có điều cậu không cần vội, đứng gần tôi, áp sát rồi chen vào trong. Tạ Mạnh làm lại một lần nữa, cậu học theo động tác của Quý Khâm Dương dạy, sau lưng kề sát ngực đối phương, độ ấm của lồng ngực nam sinh chuyển qua lớp áo sơ mi, thoải mái ập trên lưng. Tạ Mạnh thậm chí có thể nghe được vị mồ hôi của Quý Khâm Dương quyện cùng ấm nóng của mặt trời, khiến không khí xung quanh tưởng như bùng cháy. Quý Khâm Dương cúi đầu nhìn đuôi tóc có chút ẩm ướt của Tạ Mạnh. Hắn giang hai quầy rồi bên người đối phương, ghé vào gáy nam sinh thấp giọng bảo: "Áp sát thêm chút nữa, tìm cơ hội." Tạ Mạnh vô thức rụt cổ, chỉ một chốc không chú ý bóng đã bị Quý Khâm Dương cướp đi. Quý Khâm Dương một tay xoay bóng, nhíu mày nói: "Tập trung vào." Tạ Mạnh lau mồ hôi trên trán, tiếp tục đi. Quý Khâm Dương ném trả bóng cho cậu, hai người lại bắt đầu luyện tập xoay người vượt. Liên tục đến lần thứ năm, Tạ Mạnh mới tìm được cơ hội phá tan phòng thủ của đối phương, đem bóng ném vào rổ. "Hôm nay tới đây thôi." Quý Khâm Dương lấy di động ra, hắn ngoái đầu nhìn Tạ Mạnh: "Nghỉ ngơi một lát rồi đi nhé." Hai người ngồi bên sân thể dục, tối tháng tư gió còn hơi lạnh. Tạ Mạnh ngồi một lát thì mặc áo khoác vào, theo thói quen kéo dải tay áo che khuất bàn tay. Có mấy nữ sinh đứng ở sân bóng bên cạnh, dường như đang quan sát nơi này. Trong số đó có Tạ Mạnh nhận ra Tôn Điềm. "Nhìn gì đó?" Quý Khâm Dương đột nhiên rướn đầu tới, hắn híp mắt. "Có người đẹp sao?" "Không." Tạ Mạnh có chút xấu hổ, cậu phát hiện Tôn Điềm đang nhìn sang bên này. Quý Khâm Dương khoác một tay lên vai Tạ Mạnh, chẳng buồn nhìn lại. Ban đầu Tôn Điền kiên nhẫn không rời mắt, cuối cùng chẳng lâu sau đành phải cắn môi ngoảnh mặt đi. Tạ Mạnh do dự hỏi: "Hai người?" Quý Khâm Dương lại trưng ra nụ cười đầy hờ hứng: "Chia tay lâu rồi?" Tạ Mạnh cũng gật gật đầu, cả cánh tay của Quý Khâm Dương đều dựa cả vào cậu. "Cậu thì sao?" Tạ Mạnh một lúc lâu sau mới hiểu ra cười nói: "Tôi không có bạn gái." Quý Khâm Dương bảo: "Sao không tìm một cô đi?" Tạ Mạnh nói: "Làm gì có thời gian chứ." Quý Khâm Dương rõ ràng không định đơn giản bỏ qua cho cậu. "Thích mẫu người như thế nào?" Tạ Mạnh phát hiện câu này mà trả lời nhát gừng thì nhất định sẽ không được buông tha, đành phải trấn tĩnh đáp: "Ngoan một chút, hiểu chuyện một chút, đáng yêu, tóc đen, mắt to. Chắc thế." Quý Khâm Dương dường như có điều suy ngẫm. "Cậu không thích tóc nhuộm hả?" "Chưa nói được thích hay là không thích." Tạ Mạnh cũng ngẫm nghĩ, còn tùy người nữa. Cậu đảo mắt nhìn qua mái đầu của Quý Khâm Dương. "Cậu..." Quý Khâm Dương dường như còn chưa dứt khỏi suy tư, mấy giây sau mới hỏi lại: "Gì cơ?" "Không có gì." Tạ Mạnh nói: "Chúng ta về đi." Cách đại hội thể dục thể thao một tuần, Trương Giang rốt cuộc cũng có thể chuyền bóng ra ngoài. Khi bị hai người khác kìm kẹp mà không phải nằm lăn ra đất ôm bóng khóc lóc om sòm, Tề Phi thực sự cảm giác đường thì dài mà hành lý lại nặng, muốn đi nhanh cũng không được. Tất nhiên là tiến bộ cũng không chỉ có từng này. Quý Khổng Dương lại chẳng biết vì sao ngày trước trận đấu đem đầu nhuộm thành màu đen. Thời điểm nam sinh xuất hiện trước cửa lớp lập tức hấp dẫn người gần như là toàn bộ chú ý. Tạ Mạnh ngẩng đầu thì trông thấy Quý Khâm Dương đang nhìn mình. Sớm, Quý Khâm Dương tháo tai nghe xuống, tóc hắn dường như mềm hơn, không xóa lùng tùm như trước, nhuộm màu đen như mực. Tạ Mạnh nhìn hắn hồi lâu cũng bảo: "Ừ, chào." Quý Khâm Dương cười, gương mặt vốn đã đẹp, sau khi tóc nhuộm đen ưu điểm thì càng được thể hiện rõ, hoàn mỹ như người mẫu nam trên bìa tạp chí thời trang. Tể Phi bảo: "Cậu muốn tiến hóa thành nam thần thật luôn đó hả?" Quý Khổng Dương thì ngờ vực: "Trước nay chẳng lẽ còn không phải hả?" Trường Giang trầm ngâm: "Cậu là người đẹp trai nhất trung học Phú Điền rồi."
Quý Khâm Dương cũng kinh ngạc, sao tôi không biết nhỉ? Tể Phi vỗ tay một cái, nhớ ra rồi, lần trước trên diễn đàn trường mình các nữ sinh có lập một topic bình chọn. Trường Giang đếm trên đầu ngón tay, Quý Khâm Dương, Tả Mạnh, Trác Tiểu Viễn, top 5 chúng ta chiếm 3 hàng. Chúng ta cái con khỉ, Tể Phi liếc xéo châm chọc, Trác Tiểu Viễn ở lớp 6. Trường Giang nói, cậu ấy quen Tả Mạnh, mà bạn của Tả Mạnh thì cũng là bạn của chúng ta. Quý Khâm Dương cười, câu này chính là cũng có lý. Tả Mạnh nhìn hắn một cái, Quý Khâm Dương cũng vừa lúc quay đầu, hai người mắt đối mắt hồi lâu, mãi khi thầy Phật Di Lặc bước vào mới rời ra. Thầy Phật Di Lặc vén lên vén xuống tóc của Quý Khâm Dương một hồi. Ừ, nhổm lại là tốt. Quý Khâm Dương mất kiên nhẫn sửa lại kiểu tóc bị vò loạn của mình. Phật Di Lặc cười ha hả nói, thế này nhìn đẹp hơn bao nhiêu, cậu càng đẹp trai thì càng ngoan ngoãn. Lúc nghe được câu cậu chàng đẹp trai ngoan ngoãn, Tả Mạnh nhìn không được bật cười. Quý Khâm Dương nhìn gương mặt tươi cười của cậu, mở to mắt tỏ vẻ vô tội cực kỳ. Tả Mạnh cười sặc một cái, Trương Giang và Tể Phi thì không tiết chế được, cũng cười liên hồi. Phật Di Lặc thực sự chịu không nổi nữa, mắng mỏ một phe mới ngừng lại. Vì hôm sau khi khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao, nên cả ngày hôm đó, trên lớp đều vô cùng lười biếng. Sau khi tan học còn phải ở lại xếp hàng, người cầm biển của lớp thì đã đổi thành Quý Khâm Dương, Tể Phi và Trương Giang ở bên cạnh cũng thi nhau hô. Đẹp trai nhất trường Vũ Điển, cùng cậu chàng đẹp trai ngoan ngoãn. Trên đường chạy, lớp 6 cũng đang xếp hàng, Trác Tiểu Viễn cầm biển lớp cùng với Dương Quý Khâm đứng ở đầu hàng chạm mặt, hai người thậm chí còn giơ nắm đấm ra với nhau. Hai lớp xếp hàng xen kẽ, Tả Mạnh lúc bước qua Trác Tiểu Viễn thì khẽ gật đầu. Kết quả Trác Tiểu Viễn đột nhiên dài hỏng, bắt đầu hô khẩu hiệu. Lớp 6 mạnh nhất, lớp 6 chúng ta đứng đầu. Tể Phi thì cười suýt chết, khẩu hiệu buồn cười quá. Trường Giang cũng cười theo, Trác Tiểu Viễn nổi giận. Mấy người được lắm, giỏi thì mấy người cũng hô đi. Quý Khâm Dương để biển lớp trên vai thuận miệng nói một câu. Hiếu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai. Trác Tiểu Viễn bảo, mấy người chỉ hô có vậy thôi hả? Quý Khâm Dương nhún vai. Đối với người ngu xuẩn như cậu thì thế là đủ rồi. Xếp hàng xong, một số người còn muốn ở lại tập bóng. Trần Đồng gợi ý muốn cùng lớp 6 đấu một trận hữu nghị. Trác Tiểu Viễn đưa Trác Cẩn Cẩn theo, cô nhóc ngoan ngoãn ngồi ở bên ngoài sân. Anh Khâm Dương, Trác Cẩn Cẩn vẫy tay cười tươi như hoa. Trác Tiểu Viễn bên cạnh mặt đần thối. Mày gọi nó làm gì? Trác Cẩn Cẩn thật thà đáp, bởi vì anh ấy đẹp trai hơn anh. Quý Khâm Dương đi tới, Tả Mạnh theo hắn. Lúc Trác Cẩn Cẩn nhìn thấy cậu, hai mắt lập tức sáng rực. Chào em, Cẩn Cẩn. Tả Mạnh nửa ngồi xuống, cậu cười sờ đầu cô nhóc. À, Trác Cẩn Cẩn thét chói tai trốn sau lưng của Trác Tiểu Viễn. Tả Mạnh hơi khựng người có chút lúng túng. Trác Tiểu Viễn khó chịu hừ một tiếng. Quý Khâm Dương hứng thú nhếch miệng cười. Lần đầu thấy tôi, cô nhóc cũng không phản ứng mạnh như vậy. Trác Cẩn Cẩn đỏ mặt, đứng sau lưng anh mình lộ ra đôi mắt thèm thùng nói, anh đẹp trai quá đi mất. Trác Tiểu Viễn ôm mặt, đừng để ý tới nó, mê trai cực nặng. Tể Phi đối với việc trông trẻ con thì cực kỳ có kinh nghiệm. Trác Cẩn Cẩn 10 tuổi so với mấy đứa nhóc nhà họ hàng cá, quả thực chính là thiên sứ. Trác Tiểu Viễn nhìn cá bày trò biến đồng xu thành bông hoa, dỗ dành em gái mình, rốt cuộc chịu không nổi, đem mặt bảo, cậu từ bỏ đi, tôi nhất định không cả em mình cho cậu đâu. Trác Cẩn Cẩn cũng cười sặc vỗ tay nói, em muốn gả cho anh Tả Mạnh. Trác Tiểu Viễn nói, hôm trước mày còn bảo anh là muốn lấy Quý Khâm Dương. Tể Phi làm bộ đau lòng ôm ngực, không tốt, anh không tốt sao, còn anh cũng rất bảnh mà. Trác Cẩn Cẩn cũng cười phì, Tể Phi với cô nhóc đặt lên cổ bảo Trương Giang đem bóng rổ tới. Để anh trai cho em chơi bóng rổ. Trác Cẩn Cẩn hai lần đầu tiên không ném vào, đổi sang Quý Khâm Dương bế, cô nhóc có chút ngại ngùng. Em yếu quá đi mất, Trác Cẩn Cẩn cũng than thở.
Quý Khâm Dương ôm Hầm Cô Nhóc đứng ngay dưới rổ, hắn ngẩng mặt nhìn Trác Cẩn Cẩn, nở nụ cười dịu dàng đẹp vô cùng. Không phải lỗi của em, là do Tề Phi quá lùn thôi. Tề Phi lập tức ngồi xổm xuống đất giả bộ đáng thương. Đúng vậy, trời ơi, ngẩng cổ lên cũng thấy đau. Trác Cẩn Cẩn thì cười khanh khách. Cô nhóc nhận ra bóng từ gồm tạng tà mạnh, biểu hiện vô cùng nghiêm túc, nhắm thẳng chiếc rổ, lần này nhẹ nhàng ném vào một cú. Trên sân đầm loạt reo hò, Quý Khâm Dương nhẹ nhàng thả Trác Cẩn Cẩn xuống đất, nói đùa một câu. Trước khi trận đấu kết thúc, công chúa nhỏ, em có muốn ở lại xem không? Trác Cẩn Cẩn nhìn tà mạnh, anh cũng thi đấu sao? Tà mạnh cũng gật đầu cười ừ một tiếng. Trác Cẩn Cẩn đi tới tay kéo Trác Tiểu Phiến tự tin nói, em tuy rất thích anh nhưng anh của em sẽ không thua đâu. Trác Tiểu Phiến không nói gì, gã ôm ghém em gái mình, hai người ngoắc tay, Trác Cẩn Cẩn nắm chặt tay anh mình. Cố lên anh! Được, Trác Tiểu Phiến đồng ý với cô nhóc, khẽ vuốt hai má của Trác Cẩn Cẩn, thơm anh một cái nào. Cẩn Cẩn ôm chặt gã, ra sức hôn lên đôi mắt lạnh lùng hung dữ của anh mình. Trác Tiểu Phiến nhếch miệng nở nụ cười ngu ngốc. Thi đấu hữu nghị nên ngay từ đầu không có quá kịch liệt. Lớp 3 chủ yếu là rèn luyện phối hợp ăn ý. Kỹ thuật của Trương Giang cùng lắm cũng chỉ cố không gây cản trở. Trần Đồng cũng tận lực chuyển bóng cho Quý Khâm Dương và Tề Phi. Tề Phi thích đơn thương độc mã xông vào vùng cấm. Quý Khâm Dương lại ít khi làm vậy. Tà Mạnh mấy lần đầu được Quý Khâm Dương chuyển bóng vẫn chưa thể lập tức đưa ra quyết định, về sau phản ứng lại càng lúc càng nhanh. Bên này, Tề Phi ở bên phải ra hiệu, Quý Khâm Dương nhìn hắn một cái, cổ tay vừa chuyển bóng lại bị ném sang trái. Tà Mạnh nhanh chóng thoát khỏi hai tuyến phòng thủ của lớp 6, tiếp bóng xoay người lao vào vùng cấm. Quý Khâm Dương đã chờ ngay dưới rổ, Trác Tiểu Phiến muốn chặn, Tà Mạnh lùi về phía sau một bước, bày ra tư thế ném bóng. Chặn rổ đi! Trác Tiểu Phiến quay đầu hô to. Bóng đi theo đường cong rất cao, nhưng không hề nhắm vào rổ. Lúc Trác Tiểu Phiến nhận ra ý đồ của Tà Mạnh thì đã muộn. Quý Khâm Dương nhảy lên, ngay trước rổ tiếp được bóng trực tiếp ném vào rổ. Wow! Trường Giang cười lớn nhảy lên lưng của Tà Mạnh. Quý Khâm Dương vén tóc mái ướt đẫm lên, cười đưa tay ra với cậu. Tà Mạnh đập tay với hắn, không ngờ đối phương lại nắm chặt tay cậu, dừng xúc kéo về phía mình. Quý Khâm Dương choàng tay qua vai của Tà Mạnh, đem cậu ôm chặt trong lồng ngực. Làm tốt lắm! Quý Khâm Dương để gáy của Tà Mạnh, hắn dường như còn chưa thấy đủ, đột nhiên phòng một tay qua thắt lưng nam sinh, ôm người rời hai chân khỏi mặt đất. May quá! Quý Khâm Dương chỉ bế trong chốc lát rồi thả cậu xuống ngay. Trường Giang lại có vẻ kích động hơn hẳn, ôm chầm hai người, chỉ hận không thể cùng nhau xoay vòng. Tề Phi kéo mái cũng không ra. Được vui mừng quá sớm mà. Trác Tiểu Phiến nheo mắt khiêu khích nói, chỉ mới vừa bắt đầu thôi. Mấy người cùng lắm thì cùng lắm đấm vào nhau, sau đó nhìn chăm chú phòng ngự rõ ràng đã chặt chẽ hơn hẳn. Tà Mạnh và Quý Khâm Dương phối hợp ăn ý, Trường Giang dần dần cũng bắt kịp tiết tấu. Nhưng lớp 6 cũng chẳng phải là đèn cạn dầu. Trác Tiểu Phiến tỏa ra tới 3 phần sát khí, khiến 5 người Tà Mạnh đều khó lòng phòng bị. Cả một trận hai lớp đánh tới sức cùng lực kiệt, kết quả lớp 3 thua 2 điểm. Wow! Trác Tiểu Phiến chạy khỏi sân đem Trác Cẩn Cẩn khiêng lên vai, cổ nhóc phùi cười tít cả mắt. Tà Mạnh nằm trên sân xi măng thở dốc, tầm nhìn đầy tràn những đôi giày thể thao. Quý Khâm Dương cười vươn tay với cậu. Chơi vui không? Tà Mạnh cũng gật đầu, cậu cũng không vội đứng lên. Cùng Quý Khâm Dương tay cầm tay, một người nằm một người ngồi xổm, xong không ai cảm thấy lạ lùng. Đây là lần đầu tiên tôi chơi vui vậy. Tà Mạnh đột nhiên nói, cậu ngẩng cằm lên nhìn ánh mắt của Quý Khâm Dương cười. Thực sự rất thú vị. Quý Khâm Dương nhíu mày, hắn cúi đầu nhìn chăm chú nụ cười của Tà Mạnh, tựa như đang suy nghĩ câu nói của đối phương. Hồi lâu sau mới đáp, sau này chúng ta cùng nhau chơi. Tà Mạnh cười thật lâu, độ cong nơi khóe môi cũng không giảm đi. Cậu theo Quý Khâm Dương đứng dậy đột nhiên hỏi, sao tự dưng lại nhuộm tóc?
Quý Khom Dương ngẩn người, lập tức nghiêng đầu nhìn Tà Mảnh cười. Xấu lắm sao? Tất nhiên là không. Tà Mảnh vươn tay, dùng sức vò tông tóc gáy của Quý Khom Dương. Quý Khom Dương thì sờ mũi, dưới hai bên tóc mai, vành tai hắn có chút đỏ ửng. Không nhuộm cũng đẹp. Tà Mảnh ngẫm nghĩ nghiêm túc nói, cậu làm gì cũng đều rất đẹp. Lớp 6 tháng, chắc Tiểu Viễn tự nhiên muốn mời khách, mấy nam sinh cùng nhau ra khỏi cổng trường uống nước giải khát. Quý Khom Dương chọn cho mình cùng Tà Mảnh, mỗi người một que kem. Động tác của hai người không khác nhau lắm, cùng đưa lên miệng cắn. Chắc Cẩn Cẩn hút nước ngọt, giật giật vạt áo đồng phục của Trác Tiểu Viễn. Anh! Trác Tiểu Viễn ngoảnh mặt. Làm sao? Cẩn Cẩn nhìn lại gần gã, chỉ tay ý bảo hắn nhìn ra cổng trường. Quý Khom Dương quay đầu nhìn thoáng qua, nụ cười bên môi chợt lạnh đi. Trác Tiểu Viễn nhăn mày, gã giao Trác Cẩn cho Tề Phi, một mình bước tới cổng trường. Tà Mảnh, cậu đang định quay đầu lại thì bị Quý Khom Dương ôm lấy bả vai. Đối phương dừng sức không dè không chặt giữ đầu cậu. Lâm Hằng Kính tựa bên cửa xe, Trác Tiểu Viễn lạnh lùng trừng ý. Ông muốn làm gì? Xét riêng bề ngoài, Lâm Hằng Kính mang dáng vẻ một người đàn ông nhái nhặn, thậm chí có thể nói là ưa nhìn. Ánh mắt y ghim chặt trên người của Tà Mảnh ở phía xa. Tôi chỉ muốn cùng cậu ấy tâm sự thôi. Lâm Hằng Kính giơ tay lên, sẽ không làm gì đâu. Trác Tiểu Viễn đáp, cậu ấy và ông không có gì để nói hết. Lâm Hằng Kính cười, cậu không phải cậu ấy làm sao mà biết được. Trác Tiểu Viễn không muốn cùng y đôi co, mắng một câu cút xéo. Lâm Hằng Kính có chút bất lực, y đột nhiên la lớn, Tà Mảnh. Ông, Trác Tiểu Viễn tưởng muốn nổi điên, Lâm Hằng Kính lại hô một tiếng Tà Mảnh. Tà Mảnh rốt cuộc quay đầu, cậu dường như quan sát một lát, sau đó mới chậm rãi đi tới. Quý Khom Dương thở ơ mỉm cười theo sau. Lâm Hằng Kính biểu tình ôn hòa quan sát Tà Mảnh. Lâu rồi không gặp. Tà Mảnh cũng gật đầu, tìm tôi có việc gì? Lâm Hằng Kính nhìn bàn tay của Quý Khom Dương đặt trên vai của Tà Mảnh, tầm mắt tạm ngừng vài giây mới rời đi. Tôi chỉ muốn cùng một mình em nói chuyện thôi. Lâm Hằng Kính dáng vẻ rất thành khẩn. Tôi hiện giờ ngay cả việc làm cũng không có, sẽ không gây được bất cứ uy hiếp nào với em. Trác Tiểu Viễn còn muốn nói gì đó thì bị Quý Khom Dương kéo lại. Tà Mảnh ngẫm nghĩ đồng ý nói được. Lâm Hằng Kính nghiêng người, ý bảo mượn chỗ nói chuyện. Quý Khom Dương để cho Trác Tiểu Viễn đi trước. Hắn lạnh nhạt nhìn Lâm Hằng Kính, nhét tay vào túi áo bước tới trước mặt của Tà Mảnh. Có việc gì nhớ gọi tôi, Quý Khom Dương nói. Tà Mảnh cười, được, không có gì đâu. Quý Khom Dương chăm chú nhìn cậu, đột nhiên vươn tay vòng qua gáy của Tà Mảnh chỉnh cổ áo cho cậu. Tà Mảnh sửng sốt vài giây, lập tức phối hợp hơi cúi đầu xuống. Nhăn hết rồi, Quý Khom Dương khẽ cười. Tà Mảnh ừ một tiếng, cảm ơn. Lâm Hằng Kính chờ Quý Khom Dương đi xa thì mới thu hồi tầm mắt, y nhìn kỹ gương mặt vô cảm xúc của Tà Mảnh cười khổ. Lâu lắm rồi em không cười với tôi. Tà Mảnh im lặng cau mày, Lâm Hằng Kính lẩm bẩm. Trước kia trong giờ của tôi em học rất nghiêm túc, sau giờ học còn tới hỏi bài tôi nữa, rõ ràng không có tình ý, lại cười đẹp tới vậy, nam sinh kia cũng bị em thu hút như thế sao? Tôi không biết ông đang nói gì. Tà Mảnh lạnh lùng đáp, Quý Khom Dương và ông không giống nhau. Vẻ mặt của Lâm Hằng Kính chợt hóa qua kỳ quái bật cười. Không giống chỗ nào chứ, bởi vì cậu ta so với tôi trẻ hơn, so với tôi đẹp hơn, so với tôi... Tà Mảnh ngắt lời y, nếu ông chỉ muốn nói mấy lời này thì chúng ta không còn gì để bàn nữa. Dứt lời quay người muốn rời đi, Lâm Hằng Kính tâm tình có chút kích động chộp lấy tay cậu. Em làm sao biết được cậu ta và tôi suy nghĩ không giống nhau? Lâm Hằng Kính nói năng bắt đầu lộn xộn. Em quyến rũ tôi lại còn quyến rũ người khác, đều là lỗi của em. Tà Mảnh mạnh mẽ vùng tay khỏi Lâm Hằng Kính, lật bàn tay túm cổ đối phương để phịch một cái lên đuôi xe. Lâm Hằng Kính không đề phòng, phía sau thắt lưng đập mạnh xuống hét to một tiếng. Quý Khom Dương chạy tới, nhưng không kéo Tà Mảnh ra, chỉ hỏi một câu. Không sao chứ? Tà Mảnh gật đầu,
Cậu cúi nhìn vẻ mặt đau đớn của Lâm Hằng Kính, lạnh lùng nói: "Ông thích nam sinh xinh đẹp là chuyện của ông, nhưng ông không nên tự cho mình là đúng mà áp đặt sở thích của mình lên người khác. Ngoài trừ xin lỗi, tôi không muốn nghe bất cứ giải thích nào của ông hết." Lâm Hằng Kính đau tới chảy nước mắt, y nức nở nói xin lỗi không ngừng, đến tận khi Tạ Mảnh buông tay, y còn quỳ trên mặt đất ho khan. "Đồ cặn bã!" Trác Tiểu Viễn xỉ một tiếng kinh miệt: "Còn không mau cút đi!" Lâm Hằng Kính run rẩy đứng lên, y cuối cùng liếc nhìn Tạ Mảnh một cái, sau lại không thôi nhìn chằm chằm Quý Khâm Dương. Lâm Hằng Kính chưa từ bỏ ý định: Cậu ta có phải cũng thích nam hay không?" Tạ Mảnh giờ khóc giờ cười, cậu lạnh lùng chắn trước mặt Quý Khâm Dương cảnh cáo nói: "Nếu không muốn vào viện lần nữa thì đừng mơ tưởng tới cậu ấy." Trên mặt của Lâm Hằng Kính rõ ràng xuất hiện nét e sợ, sau dừng một lát, rốt cuộc đành chật vật chui vào xe. Chờ xe Lâm Hằng Kính đi xa, Quý Khâm Dương biểu tình vẫn như cũ, vô cùng mờ mịt. Ông ta nói vậy có nghĩa là gì? Tạ Mảnh không định trả lời, cậu lại mua hai que kem, một mình anh một cái còn lại bóc sạch giấy kim loại ra, mới đưa cho Quý Khâm Dương. "Phí bịt miệng vô dụng thôi." Quý Khâm Dương cắn kem làm hổ báo: "Cậu không nói tôi sẽ không hỏi, mãi mãi sẽ hỏi không ngừng." Tạ Mảnh hắn nhìn một cái bình tĩnh đáp: "Tôi cũng không biết." Quý Khâm Dương nhíu mày mỉm cười, hắn đem một bên tai nghe đeo lên cho Tạ Mảnh, lấy máy nghe nhạc ra điều chỉnh một chút âm lượng. Đầu của Tạ Mảnh gần như tựa lên vai của Quý Khâm Dương, bên trong tai nghe truyền tới một giai điệu quen thuộc. Tạ Mảnh nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng của Quý Khâm Dương: "Năm tháng trôi mãi không ngừng, thời gian chậm chậm quyến luyến, dần dần tháng ngày sẽ hết luyến lưu." Hoàng hôn buông, chiều tà tràn nắng đỏ rực trên gương mặt đẹp tuyệt vời của Quý Khâm Dương. Hắn nghiêng đầu ghé bên tai Tạ Mảnh hát: "Nụ cười em như hạt tuyết trắng, rơi vào lòng tôi, dần dần chôn giấu trong tháng năm qua."